Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nam sinh lớp 9 bị nhóm người đe dọa, ép ăn đất và hút thuốc, công an vào cuộc điều tra. Sáng 23 tháng 10, lãnh đạo xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận cơ quan công an đang điều tra vụ việc liên quan đến một nam sinh lớp 9 bị nhóm người đe dọa, ép bốc đất ăn và hút thuốc lá. Nạn nhân được xác định là em HD, học sinh lớp 9D, trường trung học cơ sở Anh Xuân. Vụ việc gây xôn xao sau khi một đoạn video dài hơn 2 phút được lan truyền trên mạng xã hội. Clip ghi lại cảnh em D bị một nhóm người bắt ngồi xổm và ép phải tự tay bốc đất ăn. Trong khi em D cố gắng tuân theo yêu cầu trong tình trạng bị khống chế, nhóm người trên tỏ ra hả hê. Một trong số đó liên tục đe dọa và yêu cầu em phải ăn như ăn cơm, đồng thời cảnh cáo nếu D không nuốt, họ sẽ tác động vật lý mạnh. Không chỉ dừng lại ở việc ăn đất, em D còn bị ép hút 2 điếu thuốc lá, kèm theo lệnh phải nuốt khói thuốc. Một số người trong nhóm đề nghị dừng lại, nhưng những kẻ khác vẫn tiếp tục đe dọa và ép buộc D thực hiện yêu cầu. Sau khi sự việc xảy ra, em D đã được gia đình đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sự việc đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, đặc biệt về vấn đề bạo lực học đường và hành vi gây tổn thương tinh thần, thể chất của trẻ em. Những hành động này không chỉ gây ra tổn hại về sức khỏe cho nạn nhân mà còn tạo ra cú sốc tâm lý nghiêm trọng. Chính quyền địa phương và cơ quan công an đang khẩn trương vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho em D và ngăn chặn những sự việc tương tự. Vấn nạn bạo lực học đường cần sự chung tay của gia đình và nhà trường. Hồi tháng 3, một vụ việc đau lòng tương tự đã xảy ra tại Hà Nội khi một nam sinh lớp 8 bị phụ huynh tác động vật lý dẫn tới chết não. Trước sự việc đau lòng trên, một số bạn đọc bày tỏ những lo lắng trước tình trạng bạo lực ở độ tuổi mới lớn. Làm thế nào để các em học sinh có thể tránh được tình trạng bạo lực khi đến trường? Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 ở Hà Nội và dưới góc độ là một phụ huynh, chị NTH, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, không những chị mà bất kỳ phụ huynh nào khi gửi con đến trường cũng đều mong muốn con mình học được điều hay lẽ phải, từ tri thức đến đạo đức để nên người. Thế nhưng cũng có một số phụ huynh không nhận ra được trong việc đối xử, xử lý tình huống khi con mình có hơi hướng bạo lực học đường. Còn nhớ lúc con chị học lớp 4, trong lớp có một bạn nam thường xuyên chọc ghẹo các bạn trong lớp. Điều này được chứng minh qua những lần mắng vốn giữa cô giáo chủ nhiệm và các phụ huynh của học sinh bị đánh. Tại buổi họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm đã đưa ra câu chuyện của bạn học sinh này để tìm cách giải quyết. Và thay vì tiếp thu, phụ huynh lại khẳng định một câu, không có lửa làm sao có khói, để bao biện cho cái sai của con mình. Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, các bậc cha mẹ cũng phải có trách nhiệm trong việc dạy dỗ cũng như ngăn cản, khuyên răn, chứ không thể tìm cách bao biện để đến khi xảy ra hậu quả thì hối hận không kịp. Chị Hát nêu ý kiến. Tôi từng có con bị bạo lực học đường, nhìn con bị các bạn đánh tôi rất xót, nhưng không phải vì thế mà tôi làm ầm ĩ hay kể tội bạn của con. Trước tiên, tôi xoa dịu con bằng cách dĩ hòa vi quý. Sau đó, tôi cho con đi học võ để tự vệ, bảo vệ bản thân chứ không phải đánh lại bạn. Tôi không biết đây có phải là cách hay hay không, nhưng với con tôi thấy hiệu quả. Mong rằng sau vụ nam sinh lớp 8 bị đánh, các phụ huynh cần bình tĩnh và có cách ứng xử để con trẻ có một tuổi thơ đẹp, không bị tổn thương tâm hồn vì bị bạo hành, bạo lực. Anh TND, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Mong pháp luật đem lại công bằng cho mẹ con nạn nhân và có hình phạt thật nghiêm để răn đe, làm gương trước vấn nạn bạo hành học đường. Ba nguyên nhân xu hướng bạo lực. Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị đánh, thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy, giảng viên tâm lý học trường Đại học Văn Hiến cho biết, tâm lý trẻ vị thành niên có xu hướng bạo lực mạnh như vậy có thể xuất phát từ ba nguyên nhân. Thứ nhất là tâm lý của trẻ vị thành niên đang trong quá trình phát triển, chưa ổn định về mặt tính cách, do đó các em ở giai đoạn này khó kiểm soát hành vi, cảm xúc của bản thân, dễ có những hành vi bốc đồng ở lứa tuổi này. Người lớn nên dạy dỗ con về kỹ năng giao tiếp, ứng xử để tránh đẩy những cảm xúc lên cao có thể gây ra từ lời nói dẫn tới những hành vi bạo lực lẫn nhau. Trong quá trình giáo dục con thì việc ứng xử trong gia đình phải tránh những lời nói, hành vi có thể gây ra những bạo lực ngôn ngữ, bạo lực hành vi mà con trẻ có thể học hỏi những điều đó. Nam phụ huynh xông vào trường tác động vật lý học sinh lớp 8 bị công an thành phố Tam Kỳ ra quyết định xử phạt 8 triệu đồng. Ngày 4 tháng 10, Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông HVL, nam phụ huynh đã xông vào lớp tác động vật lý học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Tân Thạnh. Ông L bị xử phạt 8 triệu đồng về hành vi
gây tổn hại sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo quy định tại điểm A khoản 5 điều 7 của Nghị định 144, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình. Trong buổi làm việc với nhà trường sáng 25 tháng 9, ông L đã nhận sai và xin lỗi nhà trường, xin lỗi hai phụ huynh có con bị tác động vật lý. Phía nhà trường cũng đã yêu cầu ba học sinh liên quan viết tường trình, cam kết không tái phạm. Sáng 29 tháng 9, Công an phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xác nhận vẫn đang tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định vụ việc nam phụ huynh xông vào lớp tác động vật lý học sinh lớp 8. Công an đã mời nam phụ huynh xông vào lớp tác động vật lý học sinh lớp 8 đến làm việc. Người này thừa nhận hành vi sai trái của bản thân. Theo công an, vụ việc không gây thương tích cho các em. Phía gia đình cũng xác nhận không khiếu nại khiếu kiện, không yêu cầu khởi tố vụ án, không giám định thương tích. Đồng thời, gia đình hai học sinh bị tác động vật lý cũng không yêu cầu xử lý vụ việc. Tuy nhiên, công an phường Tân Thạnh vẫn hoàn thành các thủ tục, tham mưu công an thành phố Tam Kỳ xử lý theo quy định. Về phía gia đình học sinh bị tác động vật lý, phụ huynh cũng nhận định hành vi của con mình là sai khi tác động vật lý bạn và nam phụ huynh kia tác động vật lý các em là vì bức xúc. Theo lãnh đạo công an phường Tân Thạnh, dù việc phụ huynh xông vào lớp tác động vật lý học sinh lớp 8 không gây thương tích, nhưng hành vi của người này thể hiện sự coi thường pháp luật. Công an phường Tân Thạnh sẽ tham mưu công an thành phố Tam Kỳ có hướng xử lý phù hợp. Theo báo cáo của trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, vụ việc đáng tiếc trên xảy ra lúc 13 giờ 15 phút ngày 24 tháng 9. Sự việc bắt đầu khi nhà trường tổ chức giải bóng đá hội khỏe phù động cấp trường giữa lớp 8-9 và lớp 8-11. Kết quả lớp 8-11 thắng. Đầu giờ chiều, một em học sinh lớp 8-11 trêu chọc, nói khích hai học sinh lớp 8-9 nên hai em này đuổi tác động vật lý, khiến em học sinh lớp 8-11 bị sưng mắt bên trái. Khi vào lớp học, giáo viên phát hiện mắt của học sinh bất thường nên nói em này thông báo để phụ huynh chở đi kiểm tra. Sau khi đưa con đi khám, bức xúc việc con bị tác động vật lý bầm mắt, nên nam phụ huynh của em này đã xông vào lớp tác động vật lý dằn mặt hai học sinh lớp 8-9. Sự việc diễn ra quá nhanh, bảo vệ trường chạy theo can ngăn nhưng không kịp. Giáo viên chủ nhiệm lớp 8-9 đã yêu cầu phụ huynh bình tĩnh, đồng thời báo cáo nhà trường. Trong buổi làm việc với nhà trường và các bên liên quan, nam phụ huynh tác động vật lý học sinh thừa nhận hành vi sai trái, gửi lời xin lỗi và cam kết không tái phạm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!